Hôm nay chúng ta học về bốn lời quán nguyện ở trang 32 của sách Nhật Nguyện Thiền Môn năm 2000. Bốn lời quán nguyện tại vì chúng ta hướng cái lời quán nguyện của chúng ta đến bốn vị Bồ Tát lớn. Vị Bồ Tát đầu là Quan Thế Âm, Bồ Tát thứ hai là Văn Thù, thứ ba là Phổ Hiền và thứ tư là Địa Tạng. Trong sách Nhật Tùng Thiền Môn á, thì các tác giả đã đề nghị rằng khi mà chúng ta đọc bài quán nguyện, chúng ta có thể theo cái phương pháp đọc một người để tất cả đại chúng được nghe, hoặc là bốn người, mỗi người đọc một đoạn quán nguyện. Và cố nhiên mà khi đọc những lời quán nguyện này thì chúng ta phải có rất nhiều định, nhiều niệm để cho chúng ta có đủ năng lượng. Và cái năng lượng của chúng ta khi đọc đó, sẽ rất quan trọng cho đại chúng. Làm thế nào để cho lời kinh nó thấm vào, nó đánh động vào trái tim của tất cả những người trong đại chúng. Vì vậy cho nên trước đó phải chọn người, chọn những người nào mà có cái giọng đọc truyền cảm, có cái hiểu sâu sắc về bốn lời quán nguyện này. Và nhất là trong khi đọc phải có đầy đủ niệm và định. Không những phải đọc cho thông suốt mà phải đọc thông thả, mà phải truyền cái niệm và cái định của mình đi theo cái lời nói thì đại chúng mới được hưởng sự lợi lạc. Cố nhiên là chúng ta phải cho mọi người trong đại chúng cái cơ hội để thực tập, để thực tập đọc lên. Nhưng mà khi mà người đó thực tập chưa vững thì chưa cho đọc ở trong đại chúng. Chúng ta phải tập những người đó đọc ở ngoài, đọc ở ngoài vườn bận hay đọc ở ngoài lớp học, cho đến khi nào người đó đọc được rồi thì chúng ta mới cho đọc ở trong đại chúng, chứ không phải là tập nghĩa là tập ở trong trong thiền đường hay là pháp đường. Những cái bài như là bài Pháp Môn Tỏa Sáng Buổi Ban Mai, hay là những bài Vướng Thân Ngồi Dưới Cội Bồ Đề, hay là những cái bài dân hương, cũng vậy, người nào cũng có cơ hội thực tập cả. Nhưng mà trước khi thực tập trong chánh điện, trong thiền đường thì phải thực tập ở ngoài. Và khi vị tri chúng thấy rằng, vị trụ trì thấy rằng cái giọng người này đã có thể vào thực tập ở trong chùa được thì mới cho. Điều này có lẽ là chúng ta chưa thực hiện, nhưng mà chúng ta phải thực hiện. Chúng ta không có nên thực tập ngay ở trong những buổi lễ chính thức, những cái buổi công phu chính thức. Chúng ta phải cho thực tập ở ngoài trước, và khi đã tạm tạm được rồi thì chúng ta mới cho vô. Chứ còn khi sướng lên một cái mà tất cả mọi người đều cười khúc khích hết thì chúng ta mất hết tất cả cái sự uy nghi, cái vẻ uy nghi của buổi lễ. Mục đích của những lời quán nguyện này là làm thế nào để đánh động những cái hạt giống vững chãi, thảnh thơi, thương yêu và hiểu biết ở trong con người của ta. Và ban đầu thì các vị Bồ Tát lớn như Quan Thế Âm, Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền và Địa Tạng có thể được nhìn nhận như là những vị Bồ Tát ở ngoài ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta thực tập vững chãi thì chúng ta sẽ thấy được rằng các vị Bồ Tát đó đang ở trong ta, và ta cũng có những hạt giống năng lượng của các vị Bồ Tát đó. Có thể những nhà khảo cứu họ nói rằng các vị Quan Thế Âm, Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền và Địa Tạng có phải là những nhân vật lịch sử không? Họ sinh ở đâu, năm nào, họ xuất gia năm nào, họ thành đạt năm nào? Chúng ta có thể có những nhà học giả họ hỏi như vậy. Và chúng ta có thể bối rối là tại vì chúng ta không có những cái tư liệu đó. Nhưng mà chúng ta thực tập theo cái con mắt của truyền thống đại thừa, chúng ta thấy những cái chi tiết đó nó không quan trọng. Cái quan trọng là cái tên đó
cái con người đó nó đứng đại diện được cho một cái gì, ví dụ như là tình thương và khả năng lắng nghe. Tình thương và khả năng lắng nghe là một cái có thật, nhưng mà ta chỉ có thể tiếp xúc được với tình thương và cái khả năng lắng nghe khi mà ta tiếp xúc được với một con người. Thì Bồ Tát Quan Thế Âm là một con người, nhưng mà chúng ta không nghĩ rằng chỉ có Bồ Tát Quan Thế Âm mới là người có tình thương và là người có khả năng lắng nghe. Tại vì xung quanh ta, ngay trong cái đoàn thể mà chúng ta sống, cũng có những người có tình thương và cũng có những người có khả năng lắng nghe. Có những người có tình thương khá lớn và có những người có khả năng lắng nghe khá lớn. Có người thì cái tình thương nhỏ hơn và khả năng lắng nghe nhỏ hơn, nhưng mà ai cũng có tình thương và ai cũng có khả năng lắng nghe. Vì vậy cho nên ta biết rằng Quan Thế Bồ Tát là một nhân vật có thiệt, không phải trong quá khứ mà thôi, nhân vật có thiệt trong hiện tại. Và chính trong ta cũng có Quan Thế Bồ Tát. Vì vậy cái quan trọng là cái chất liệu nó có thiệt, còn cái hình tướng để biểu lộ chất liệu đó nó có thể thiên hình vạn trạng. Vì vậy cho nên vấn đề Quan Thế Bồ Tát có phải là một nhân vật lịch sử không, thì vấn đề đó không có trở thành quan trọng nữa. Tại vì Quan Thế Bồ Tát có thể đang có mặt, ngồi sát cạnh ta mà ta không biết. Trước hết chúng ta phải nghĩ rằng, chúng ta có thể nghĩ rằng Quan Thế Bồ Tát là một khía cạnh của Bồ Thích Ca. Bồ Thích Ca là một nhân vật lịch sử, và trong Bồ Thích Ca có khả năng thương yêu và khả năng lắng nghe. Vậy thì ta có thể nói một cách rất là đơn giản và rõ ràng rằng là Quan Thế Bồ Tát là một khía cạnh của Đức Bổn Sư. Đức Bổn Sư có lòng thương lớn và có khả năng lắng nghe, và ta là học trò của Đức Bổn Sư, ta làm thế nào để nuôi lớn cái tình thương lớn và cái khả năng lắng nghe trong ta. Vì vậy cho nên Đức Quan Thế Bồ Tát là một thực thể có thật, ít nhất là trong Đức Thích Ca và trong ta, cũng như là trong các vị tổ sư qua các triều đại. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cũng là một khía cạnh khác của Đức Bổn Sư. Tại vì trong Đức Bổn Sư nó có tuệ giác lớn, mà Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là biểu trưng cho tuệ giác lớn đó. Vậy thì khi mà ta tụng lên câu Nam Mô Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, ta cũng tỏ bày cái sự cung kính đối với Đức Bổn Sư. Tại vì Văn Thù Sư Lợi nó nằm ở trong Đức Bổn Sư, và hơn nữa Văn Thù Sư Lợi cũng nằm ở trong ta. Tại vì ta cũng có hạt giống của tuệ giác, và nếu ta tu hành cho đàng hoàng thì hạt giống tuệ giác đó cũng lớn lên, và Văn Thù Sư Lợi cũng thể hiện trong ta, và ta có thể trở thành Văn Thù Sư Lợi. Và vì vậy cho nên cái vấn đề là Văn Thù Sư Lợi có phải là một nhân vật lịch sử không, không có thành quan trọng nữa. Văn Thù Sư Lợi không những có mặt trong quá khứ, nhưng mà cũng đang có mặt trong hiện tại, và cũng đang có mặt trong tương lai. Cũng như Bồ Thích Ca, Bồ Thích Ca đã có mặt trong quá khứ, Bồ Thích Ca đang có mặt trong hiện tại. Tại vì ta có đây cho nên ta biết rằng Đức Bổn Sư đang có mặt, và Đức Bổn Sư sẽ có mặt trong tương lai. Ta biết điều đó tại vì ta sẽ có con cháu, và con cháu ta sẽ tiếp nối ta, nghĩa là tiếp nối Đức Bổn Sư. Vì vậy cho nên ngay chính cái vấn đề Bồ Thích Ca có phải là một nhân vật lịch sử không cũng không quan trọng đấy. Tại vì ta thấy được, ta tiếp xúc được với Đức Thích Ca một cách rất là thực tế, thì ta đâu cần phải hỏi những câu hỏi có tính cách academic nữa. Đức Bồ Tát Phổ Hiền cũng vậy. Đức Bồ Tát Phổ Hiền là biểu trưng cho hành động, và cho hành động lớn, great action. Thì Đức Thích Ca là một người có cái hành động lớn. Nếu không có hành động lớn đó thì không có, đã không thiết lập tăng đoàn, đã không đi giáo hóa từ nước này sang nước khác, đã không dựng lên được một cái nề nếp văn minh tinh thần mà nhân loại đã được thừa hưởng trong 2600 năm vừa qua. Vì vậy cho nên chính Đức Thích Ca là Bồ Tát Phổ Hiền, và Bồ Tát Phổ Hiền là một phần của Đức Thích Ca,
Và khi ta lại một cái gì rất cụ thể. Tại vì ta biết rằng cái ước muốn hành động lớn và cái khả năng hành động nó cũng có trong ta. Tuy rằng nó đang còn yếu kém, nhưng mà nếu ta thực tập, nó cũng sẽ lớn lên. Rồi khi mà chúng ta nói đến Bồ Tát Địa Tạng, thì chúng ta thấy rằng Bồ Tát Địa Tạng là tượng trưng cho cái nguyện lớn. Cái nguyện này mình có thể dịch là vow, có thể dịch là aspiration, có thể dịch là deep longing, có thể dịch là promises. Nhưng mà chữ vow không có nỗi nào đâu. Tại sao mình cứ sợ cái chữ vow quá vậy? Vow là lời nguyện, lời thề. Lời thề nó đẹp lắm. Lời thề rất đẹp. Lời thề của Đức Địa Tạng là không có bỏ nhau. Dầu sao đi nữa, tôi sẽ không bỏ anh. Dầu sao đi nữa thì tôi sẽ không bỏ em. Nhất là trong khi anh, trong khi em đang còn bị kẹt vào trong cái tình trạng đau khổ, thì tôi sẽ không có bỏ. Đó là gọi là cái tinh thần bất xả. Ở trong đạo Phật nó có danh từ xả, tức là phải buông bỏ. Có những cái mà ta phải buông bỏ thì ta mới có hạnh phúc. Nhưng mà có những cái ta không nên buông bỏ, đó là những người thương của ta. Ta buông bỏ những người thương của ta thì ta không có giá trị gì cả. Mà những người thương của Bồ Tát Địa Tạng là những người đang đau khổ ở dưới địa ngục. Đó là tinh thần bất xả. Một mặt ta thực tập xả, một mặt ta thực tập bất xả. Xả tức là releasing, bất xả là not abandoning. Abandon là bỏ. Cái trái tim của sự thực tập của chúng ta là chánh niệm. Chánh niệm trong khi ăn, uống, đi, đứng, nằm, ngồi vân vân. Và chánh niệm đó nó tạo thành năng lượng. Cái năng lượng đó nó thể hiện, ở đây nó thể hiện được trong bốn mặt. Cái mặt thứ nhất á, là mặt bi, tức là tình thương. Compassion, loving kindness. Tôi tưởng Đức Bổn Sư Thích Ca không có tình thương thì đâu có phải là Đức Bổn Sư nữa. Vì vậy cho nên tình thương là một trong những cái bản chất của Đức Bổn Sư Thích Ca. Thứ hai là trí. Tức là understanding, là wisdom. Nếu không có hiểu biết lớn, không có đại trí, không có maha prajna, thì Đức Bổn Sư đâu có phải là Đức Bổn Sư nữa. Vì vậy cho nên đại trí là bản chất thứ hai của Bụt. Đại bi, đại trí. Trí và bi viên mãn. Đó là lời khen ngợi Đức Bổn Sư. Thứ ba là hành. Action. Khi mà đã thấy rồi, đã hiểu rồi thì thế nào cũng phải thương. Mà đã thương rồi thì không có bỏ được. Không có bỏ người thương của mình được. Cái đó gọi là bất xả. Và vì vậy cho nên cái năng lượng của tình thương đó nó đi tới hành động. To love is to act. Thương tức là hành động. Anh cứ nói cái miệng là anh thương mà anh chẳng hành động gì hết thì tôi hơi nghi là cái thương của anh là thương thương miệng, lip service. Ngoài miệng. Và cuối cùng là khi mà có thương, có hiểu, có thương rồi á, thì nó có nguyện. Nguyện tức là
tức là lời thề. Vow. Và cái lời thề của Đức Địa Tạng là địa ngục vị không, thề bất thành Phật. Nên là khi nào địa ngục còn chưa trống trơn thì con chưa thành Phật, còn chưa cần thành Phật. Và cái lời nguyện đó là lời nguyện của những người muốn hành động, muốn đi tới những cái vùng tối tăm nhất, khổ đau nhất, để đem tới ánh sáng và niềm an ủi. Vì vậy cho nên chánh niệm ở đây nó được thể hiện bởi cái lời thề, và Đức Bồ Tát đại diện là Địa Tạng. Và đây tình thương được thể hiện bằng hình tướng của Đức Quán Âm. Avalokiteshvara. Và Đức Quan Âm được được coi, được nhận diện như là một người có khả năng lắng nghe. Đức Văn Thù đại diện Manjushri, biểu trưng cho đại trí. Đây là cái lỗ tai, còn đây là con mắt. Này là tai, đây là mắt. Và hành động á, là Đức Phổ Hiền. Samantabhadra. Phổ có nghĩa là cung cấp hết. Hiền là cái lòng tốt. Cái goodwill. Phổ hiền dịch là universal goodness. Và Samantabhadra tức là Bồ Tát của hành động. Bên này Đức Địa Tạng là Đức Bồ Tát của hành nguyện lớn. Vì vậy cho nên chúng ta đi tới kết luận là bốn vị Bồ Tát đó có mặt trong quá khứ, có mặt trong hiện tại, có mặt trong tương lai. Bốn vị Bồ Tát đó không cần phải là một nhân vật lịch sử. Bốn vị Bồ Tát đó là một cái thực thể. Tại ta biết rằng khả năng thương yêu, khả năng hiểu biết, khả năng hành động và cái nguyện lớn của chúng ta là những cái điều có thật. Tại vì trong ta thực, trong Đức Bổn Sư có thật, và trong những người khác nó cũng có những cái năng lượng như vậy. Và vì vậy cho nên khi mà chúng ta tụng đọc bốn cái lời này là để chúng ta nuôi lớn lên những cái năng lượng như vậy ở trong ta. Những năng lượng đó nó có ở nơi Đức Bổn Sư một cách tràn đầy, nó có ở các vị tổ sư một cách tràn đầy, và nó cũng đang có trong những người chung quanh ta. Người nào cũng có những cái năng lượng như vậy cả. Thành thử ra tôi không cần biết rằng Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền, Đức Địa Tạng là những nhân vật lịch sử có thể hay không. Tôi chỉ cần biết một cái sự thật là cái năng lượng đó nó là những cái gì có thật, và tôi đang tiếp xúc với những cái gì có thật. Tôi không có vẽ cho tôi những cái hình bóng vẩn vơ để mà thờ phụng. Thank you.
Vấn đề đức tin là vấn đề lớn. Có những người hoài nghi, họ nói rằng là mình thờ phụng Thượng Đế. Giả sử mình thờ phụng Thượng Đế mà Thượng Đế không có thì là mình bất công quá trời. Ngày nào cũng cầu nguyện, ngày nào cũng đầu tư vào Thượng Đế. Lỡ Thượng Đế không có thiệt thì mình cầu nguyện, mình thờ phụng bao nhiêu năm có phải là uổng công hay không? Mình tính toán mà. Mình quen làm nhà buôn rồi thì mình tính toán. Mình đầu tư, tu hành là một cách đầu tư. Và bây giờ đây mình không biết chắc Thượng Đế có thiệt hay không, mà mình cứ tin tưởng, mình cứ cầu nguyện hoài, lỡ Ngài không có thì mất công mình quá. Và trong lịch sử tư tưởng là người đã có những cái câu hỏi như vậy. Thì có người cũng là tính toán trở lại, nói rằng cứ thờ phụng Đức Thượng Đế đó đi. Thì nếu có Thượng Đế thì mình về thiên đường, và nếu không có Thượng Đế thì mình đâu có mất gì đâu. Và vì vậy cho nên tôi đi đến cái kết luận là nên thờ phụng Thượng Đế. Mà giả sử mình cũng thờ phụng, mà nếu mà có Thượng Đế thiệt thì uống cho mình biết mấy. Đó là cái chuyện tính toán thiệt hơn của những nhà buôn. Thật ra nếu mình là Phật tử mà mình đặt cái vấn đề hỏi, thì mình hỏi là không biết Đức Quan Âm có thiệt hay không, hay là Đức Phổ Hiền có thiệt hay không, mà mình lại mà mình quán nguyện làm gì, thì câu hỏi đó có thể được trả lời bằng cái buổi pháp thoại sáng hôm nay. Tôi biết bằng kinh nghiệm trực tiếp của tôi là Đức Quan Âm có thiệt, tại vì tình thương có thiệt. Tôi biết bằng kinh nghiệm trực tiếp của tôi là cái lời thề có thiệt, là Đức Địa Tạng có thiệt, là tại vì cái ý muốn, cái ý chí đi tới những cái vùng khổ đau để mà làm công việc nâng đỡ và cứu giúp là cái năng lượng có thật. Thì bây giờ trên thế giới có những người đang đi về những cái phía đau khổ như vậy, có những cái địa bàn tuổi còn rất nhỏ nhưng mà đang đi vào những cái chỗ địa ngục để đem tới cái sự cứu giúp, làm nhẹ bớt khổ đau. Thì Đức Địa Tạng đang có mặt trong giây phút hiện tại ở khắp nơi trên thế giới, và chính trong lòng ta cũng có một Đức Địa Tạng. Nhưng có thể là Đức Địa Tạng trong ta nó chưa đủ lớn, thành ra bây giờ ta đang không ở địa ngục mà thôi. Nếu Đức Địa Tạng lớn thì ta đang ở trong địa ngục, mà ta đang làm những công việc cứu giúp cho những người khổ đau ở trong địa ngục. Nhưng mà ở trong địa ngục mà ta không có đau khổ của những người ở dưới địa ngục, tại vì trong ta có nhiều tình thương. Tình thương đi tới đâu thì có tình độ tới đó. Thành ra ta ở dưới địa ngục mà ta có hạnh phúc như thường, mà càng ở dưới địa ngục lâu thì cảm xúc ta càng lớn, là tại vì ở đó ta có thể làm được những cái nó thỏa mãn cái tình thương của ta, cái đòi hỏi thương yêu của ta, cái nhu yếu thương yêu của ta. Địa ngục chính là cái đạo tràng tốt nhất, tại vì chính trong cái môi trường đó mà ta có thể nuôi dưỡng cái tình thương và cái hạnh phúc của ta. Vì vậy cho nên khi một vị Bồ Tát có mặt ở dưới địa ngục thì địa ngục nó sáng lên, mà vị Bồ Tát đó không có đau khổ những cái của địa ngục, tại vì cái sự có mặt của vị Bồ Tát làm nhẹ những nỗi đau khổ dưới địa ngục và đem lại cái sự thuyên giảm của rất nhiều đau khổ. Thì trong ta ai cũng có một vị Bồ Tát Địa Tạng cả. Nếu chúng ta thở ơ, nếu chúng ta phớt tịnh ăn lên về những cái đau khổ của con người và của muôn vật, là tại vì Đức Địa Tạng trong ta chưa được ta tiếp xúc. Vậy thì câu trả lời là câu hỏi rằng không biết Đức Địa Tạng có thiệt hay không, không phải là vấn đề với tôi. Tại vì tôi biết rằng Đức Địa Tạng có thật bằng kinh nghiệm trực tiếp. Tại vì mắt tôi trông thấy những cái Bồ Tát Địa Tạng ở khắp nơi. Ở trong tổ chức Medicine Sans Frontières, trong tổ chức những người thiện nguyện đi vào các vùng đói kém, khổ đau ở trên thế giới. Đó không phải là Địa Tạng thì là cái gì nữa. Những vị Địa Tạng lớn tuổi, những vị Địa Tạng nhỏ tuổi, những vị Địa Tạng không muốn trở về với đời sống tiêu thụ của xã hội, mà những vị Địa Tạng đó nguyện ở lại càng lâu càng tốt ở những cái vùng khổ đau. Thì đối với tôi, Địa Tạng là một nhân vật có thiệt, không có nghi ngờ gì cả.
chúng ta phải trả lời như vậy. Và chính Đức Địa Tạng đó cũng có ở trong tôi, và tôi đang nuôi lớn Đức Địa Tạng đó ở trong tôi. Với cái tuệ giác đó, thì chúng ta đọc những cái lời quán nguyện này, thì chúng ta thấy rằng những lời quán nguyện này hoàn toàn không có tính cách mê tín cầu khẩn, mà đó là một cái sự thực tập vun tưới những hạt giống tốt ở trong ta và trong những người sống xung quanh ta. Lạy Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng con xin học theo hạnh Bồ Tát, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Cái khả năng lắng nghe của con đang còn yếu kém. Mỗi khi con giận, con buồn, con không có ngồi lắng nghe được cái người kia một cách sâu sắc. Vì vậy cho nên con cần tới Ngài, con cần thực tập như Ngài. Chúng ta biết rằng chỉ cần lắng nghe một người khác trong vòng 1 giờ đồng hồ với tất cả trái tim của mình thì người kia đã bớt khổ nhiều rồi. Ấy vậy mà ta không có nuôi dưỡng cái khả năng lắng nghe của ta, thực tập cái khả năng lắng nghe của ta. Và vì vậy cho nên thực tập cái lời quán nguyện này là để thực tập khả năng lắng nghe. Con xin học theo hạnh Bồ Tát, tức là con xin bắt chước Bồ Tát, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bất khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu. Tại vì nghe ở đây là nghe không phải bằng hai lỗ tai, mà nghe bằng trái tim của mình. Deep listening. Nghe như vậy thì mới có thể hiểu được. Và hiểu được rồi thì cái khổ đau của người kia tự nhiên nó bớt. Một người đau khổ nhất đời là một người có cảm tưởng là không ai hiểu mình được cả. Nhưng mà cái giờ phút mà có một người chứng tỏ là đã có thể hiểu được mình và nghe được mình, thì cái sự khổ đau đó nó không có còn nhiều như trước nữa. Cho nên trong chúng ta, ai mà tìm được một người có thể hiểu được mình, có thể nghe được mình là người đó đã có phúc rồi. Và vì vậy cho nên mình phải tự đào luyện mình để trở thành một hành giả biết nghe và biết hiểu. Khả năng biết nghe và biết hiểu là khả năng của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát Văn Thù Sư. Và chúng ta chỉ cần đọc câu này thì chúng ta đã thấy được rằng là Đức Văn Thù Sư Lợi nằm ở trong Đức Quan Thế Âm. Biết nghe thì cố nhiên là biết hiểu, và biết hiểu rồi tất nhiên là biết nghe. Vậy vậy cho nên Quan Âm và Văn Thù không phải là hai thực thể. Văn Thù là hiểu, mà Quan Âm là nghe. Trong Văn Thù có Quan Âm, và trong Quan Âm có Văn Thù. Đó là sự tương tức của hai vị Bồ Tát lớn, nghe và hiểu. Nghe là trên, hiểu là dưới. Chúng con xin tập ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Chú tâm ở đây là định. Khi ngồi nghe là thân và tâm nó phải nhất như, mình phải có mặt thật sự. Mình phải có mặt thật sự. Cái đó gọi là chú tâm. Chú tâm nghĩa là có định. Mà có định có nghĩa là buông bỏ quá khứ, buông bỏ tương lai, hoàn toàn có mặt trong giây phút hiện tại, để có thể nghe một cách đích xác. Thành khẩn ở đây nó cũng chỉ có nghĩa là có mặt hoàn toàn mà thôi. Pull yourself together. Be there 100% in order to listen. Cái đó gọi là nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng ta. Hình như là mỗi người chúng ta đều có thể làm được như vậy, nhưng mà tại chúng ta không có chịu làm thôi. Thì người nào trong chúng ta cũng có thể nghe với sự chú tâm và thành khẩn cả. Chúng ta ai cũng biết thở hết. Và khi mà chúng ta thở thì chúng ta đưa thân tâm về một mối, và ta có mặt trong hiện tại. Ta không có đánh mất ta trong tương lai, không có đánh mất ta trong quá khứ. Ta có mặt để lắng tai, nghe
Và điều này hình như là người nào trong chúng ta cũng có thể làm được. Có cái điều là chúng ta không biết chịu thực tập. Chúng ta nghe bằng nửa lỗ tai, có chết không? Phải nghe bằng cả lỗ tai, phải nghe bằng cả hai lỗ tai, và phải để trái tim phía sau lỗ tai thì mới nghe được. Chúng con xin tập ngồi nghe với tâm không thành kiến. Thành kiến tức là những cái prejudices, có những cái ý kiến đã có sẵn trước rồi. Và vì mình có những cái ý kiến có sẵn trước rồi, thành ra mình nghe nó không có lọt, không lọt vào trong cái tâm hồn mình. Những cái điều người kia nói nó có chọc cũng được, mình bóp méo hết tất cả những điều người kia nói. Đó là nghe với tâm không có thành kiến. Đức Quang Thêm là một người biết nghe với tâm không thành kiến. Chúng ta còn có những thành kiến, và khi nghe chúng ta bị thành kiến đó nó biết lắm. Và vì vậy cho nên ta không hiểu được là tại vì những thành kiến kia. Thành kiến ở đây là những cái vọng tưởng, những cái wrong perception mà ta đã chưa chấp. Và tu tập thiền quán là để đả phá cái tình trì của những thành kiến và của những cố chấp. Nếu không phá được cái thành trì của thành kiến cố chấp thì ta sẽ khổ, và ta sẽ làm cho những người khác khổ. Do đó cho nên tập nghe với tâm không thành kiến là một phương pháp thực tập rất sâu sắc. Chúng con xin tập ngồi nghe mà không phán xét, không phản ứng. Cái tật của chúng ta, cái tập khí của chúng ta là muốn làm quan tòa. Muốn làm quan tòa, nghe một cái gì lập tức muốn phản ứng liền, lập tức muốn phán xét liền. Nó giống như là một cái bức tường. Khi mà liền một cái banh vô thì bức tường nó hắt cái banh trở ra liền. Đó là cái tập khí rất xấu của chúng ta. Chúng ta đừng có làm bức tường. Chúng ta phải làm không gian để cho cái bóng liền tới, thì chúng ta có thể biết tiếp đón được. Thậm chí có một bài hát mà thầy quên. Em là khoảng trống cho tình đông vào. You are space so that love can penetrate. Em là khoảng trống cho tình đông vào. Nếu mà mình làm bức tường thì làm sao mà trái banh nó đi vô được. Vì vậy cho nên mình phải làm khoảng trống. Empty yourself thì mình cũng mới có thể nghe được. Empty yourself tức là mình phải trở thành khoảng trống. Mà có một câu chuyện kiền là một ông giáo sư trước học tới tham vấn với một thiền sư. Thì trong khi thiền sư pha trà thì ông giáo sư trước học đó cứ nói hoài mà không có ngưng. Thì ông thiền sư mới cho một bài học. Trong khi pha trà, ông pha tràn ra ngoài chén trà, rồi nước trà nó tràn xuống khay, rồi nước đầy khay, rồi nước trà nó tràn ra bàn. Thì ông giáo sư lúc đó ông mới ngừng nói, ông nói stop, ngưng lại, thầy không thấy sao? Nước trà đầy hết như vậy mà còn rót. Thì lúc đó thầy mới ngưng. Thầy nhìn vị khách quý của thầy, thầy mỉm cười, thầy nói thì cái đầu của ông giáo sư cũng như vậy, nó đầy rồi thì làm sao mà tôi có thể rót thêm được nữa. Cái chén đã đầy rồi mà cứ tiếp tục rót, nó làm sao vô thêm được nữa. Thì bây giờ thiền sư nói thì cái đầu của ông vậy, nó đầy quá rồi, làm sao mà tôi có thể dạy cho ông thêm một chút về thiền được nữa. Và vì vậy cho nên cái kỹ thuật là empty yourself, em hay là khoảng trống để cho tuệ giác, để cho tình thương có thể đi vào. Be space, be the empty space. Chúng con nguyện ngồi, xin tập ngồi nghe mà không phán xét, không phản ứng. Phán xét tức là khuynh hướng làm ông quan tòa. Mình đã bị dư luận của những người khác phán xét mình đau khổ rồi. Bây giờ mình cũng muốn làm quan tòa để phán xét những người khác.
Bởi vì vậy cho nên phải ngồi nghe với tâm không thành kiến, không phán xét và không phản ứng. Chúng con xin tập ngồi nghe để hiểu. Đúng rồi, mục đích của ngồi nghe là để hiểu. Tại vì mình có những cái ngu si trong mình. Bởi vì vậy cho nên mình nghe. Mình nghe những cái điều nói đúng thì mình hiểu. Mình nói nghe những điều sai mình cũng hiểu được nữa. Tại vì mình nghe điều gì mình cũng phải quán chiếu những điều đó hết. Người ta nói đúng mình cũng học được, người ta nói bậy mình cũng có thể học được. Mình học được trong cái chiều sâu, mình biết tại sao người ta nói như vậy. Chúng con xin nguyện ngồi nghe chăm chú để có thể hiểu được những điều đang nghe và cả những điều không nói. Tại vì có những cái điều mà người ta nói ra không được. Tại vì họ không có khả năng nói. Nhưng thiền sinh có những cái nỗi khổ niềm đau tới với chúng ta. Và bắt đầu thì họ làm như là họ không có cái nỗi khổ niềm đau nào hết. Nhưng mà nếu họ ở với mình 5-7 ngày mà cái tình thân nó phát triển thì họ bắt đầu họ nói cái niềm đau nỗi khổ của họ ra. Nhưng họ giấu, họ không có nói cái điểm chính, họ nói những cái điểm xung quanh thôi. Tại vì trong đó có cái khuynh hướng sợ mình cười. Mình cười. Và vì vậy cho nên họ không bao giờ, họ ít khi nói thẳng cái niềm đau của họ lắm. Họ nói những cái chuyện một bên thôi. Thành ra mình phải lắng nghe rất kỹ. Và khi mình lắng nghe rất kỹ như vậy, mình nghe được những điều người đang đó nói đó. Và mình nghe được những cái điều mà họ chưa dám nói với mình. Và nếu mình khôn khéo mình hỏi một câu thì người đó sẽ òa lên khóc và nói cho mình sự thật. Một cặp đó có những cái khó khăn với nhau thì người vợ tới có những khó khăn với chồng, nhưng mà tới không có nói thẳng rằng là mình khó khăn với chồng, chỉ nói những cái khó khăn của riêng mình, của con mình mà thôi. Tại vì nói rằng tôi với nhà tôi nó có những cái khó khăn, cái đó cũng khó nói với một người ngoài. Tại vì mình sợ mất cái uy tín của mình, cái prestige của mình. Chỉ khi nào mình tin tưởng lắm thì mình mới dám nói mà. Mà tới làng 3, 4, 5 ngày đôi khi chưa đủ cái sự thân tình đó, chưa đủ cái sự tin tưởng đó. Và vì vậy cho nên nếu có cơ hội gặp một giáo phỏ, gặp một thầy, gặp một sư cô thì đã may mắn lắm rồi. Nhưng mà mới có 3-4 ngày thôi, mà mình đâu có ở được lâu, mình chỉ ở được 5 ngày thôi. Và khi mình nói mình không có dám nói. Và nếu khi mình ngồi nghe mà mình không có nghe với tất cả cái chiều sâu của mình thì mình không hiểu được và mình không có thể hỏi được những câu hỏi khiến cho người kia có thể nói ra cái sự thật. Và cái cơ hội gặp gỡ giữa mình với người đó nó không phải là cái cơ hội, nó không có đáp ứng lại được cái mong ước của người kia. Tại người kia chưa dám nói thật và mình thì chưa đủ cái khả năng hiểu những cái điều người ta không nói. Cho nên phải nghe rất sâu mới hiểu được. Và khi hỏi đúng được một câu đó, còn vấn đề giữa bà và ông sao, có những khó khăn nào về truyền thông, có những khó khăn nào, có những cái thành kiến nào, có những cái đổ vỡ nào, thì mà hỏi đúng một cái thì người kia không có thể nào tránh được, sẽ òa ra khóc, sẽ nói thiệt với mình hết. Có một em bé 16 tuổi đang nhổ cỏ với sư ông ở trên sông Thường. Hai ông cháu đang nhổ cỏ trên cái đường mòn đi thiền hành, rất vui. Thì tự nhiên nó ngừng lại, nó nói: "Sư ông ơi, con muốn hỏi sư ông một điều, là có những cái mà con thấy đẹp mà mẹ con nói không có đẹp, thì con biết tính ai? Con thì thấy đẹp nhưng mẹ con nói là cái đó không có đẹp, con phải cẩn thận lắm mới được." Thì lúc đó sư ông không biết nó nói cái gì. Thì em trai đó nó ở bên Thụy Sĩ, thì nếu có thêm vài cái nữa thì thành ngừng lại, thì nói: "Có phải là tại vì có nhiều cô thư nữ Thụy Sĩ rất xinh chạy theo con thấy đẹp quá chừng mà mẹ con nói cái đó con coi chừng nó không đẹp đâu, phải không?" Thì em bé đó rất là ngạc nhiên: "Tại sao sư biết vậy? Tại sao sư biết vậy?" Tại nó không muốn nói thiệt.
nó không muốn nói chuyện. Và mẹ nó chưa có khả năng để giải thích cho nó sâu sắc thế nào là cái đẹp chân thật. Và vì vậy cho nên nó tới nó hỏi thương nhưng mà không dám hỏi. Nhưng mà thương có thể thấy được trên cái tâm của nó. Và đối với nó là thương có tha tâm thông. Tức là những cái nó muốn giấu ở trong lòng, nó hỏi mé mé thôi mà thương thấy được. Thì khi lắng nghe là như vậy. Lắng nghe là có thể nghe được những điều đang nói và có thể nghe được những điều người ta không nói mà mình vẫn có thể thấy được. Và sau đó thì nó hãy nói thiệt cho tất cả cho sư ông nghe những cái gì nó đã xảy ra. Và lúc đó sư ông mới có khả năng giải thích cho nó. Tại vì mẹ nó không có đủ cái khả năng ngôn ngữ để mà giải thích cho nó. Là trong khi mình đang còn đi học, trung học đó, thì mình phải như thế này, thế kia. Và đừng có bị kẹt vào những cái bóng dáng, những cái bóng sắc tầm thường. Cái đẹp nó rất là sâu, chứ không phải là cái đẹp nó chỉ có ở bên ngoài phương thức thôi. Tất cả những cái đó mẹ nó không có đủ sức để giải thích cho nó. Chúng con biết, chỉ cần lắng nghe thôi, chúng con cũng đã làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của kẻ khác rồi. Tại vì Bồ Tát ngồi lắng nghe và Bồ Tát làm cho người ta bớt khổ rất nhiều, thì con cũng muốn được làm được cái Bồ Tát. Con lắng nghe. Tại vì lắng nghe là một cái phương pháp rất mầu nhiệm để thiết lập lại được sự cảm thông. Thiết lập lại được sự cảm thông. Thiết lập lại được cái sự truyền thông. Trước hết lắng nghe được thì người kia bớt khổ. Và cái kết quả thứ hai là giúp người kia thiết lập lại sự truyền thông. Cho nên ở trong cái cuộc đời của chúng ta đây, cái giai đoạn hiện thời của chúng ta đây, mà những cái phương tiện truyền thông rất tinh xảo như là email, như là fax, như là telephone, chỉ cần nửa phút thôi, một phút thôi là chúng ta đã có thể gửi đi những cái tin tức với những cái địa điểm rất xa. Trong khi đó sự truyền thông giữa người và người trở nên rất khó khăn. Truyền thông giữa cha và con, giữa vợ và chồng, giữa anh và em, nó hầu như bị cắt đứt. Cho nên cái nền văn minh của chúng ta nó bị phá sáng về phương diện đó. Bởi vì vậy cho nên đời sống trong gia đình không có hạnh phúc. Đời sống quốc tế giữa nước này với nước khác không có hạnh phúc. Đời sống giữa những cái sắc tộc khác nhau cùng chung sống ở trong một cái thành phố không có hạnh phúc. Là tại vì có sự chống đối, có sự hiểu lầm và cá nhân cũng như đoàn thể không có truyền thông với nhau được. Và vì vậy cho nên cái hạnh tu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát rất quan trọng. Và hạnh lắng nghe, nghe để hiểu và để thiết lập lại được sự truyền thông. Chúng ta đọc lời quán nguyện, chúng ta phải đọc thông thả. Chúng ta phải đưa vào đó rất nhiều năng lượng để đánh động cái hạt giống tốt nó nằm trong trái tim của mỗi người trong đại chúng. Và đọc lời quán nguyện này cũng là một cách nhắc nhở để cho ngày hôm nay ta có thể thực tập được cái hành lắng nghe của Đức Quan Thế Âm. Lạy Đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, chúng con xin học theo hành Bồ Tát, biết dừng lại và nhìn sâu vào lòng sự vật và vào lòng người. Trong đời sống mới, chúng ta chạy như những cái mũi tên. Chúng ta chỉ biết chạy thôi. Dù trong khi chúng ta ngồi, chúng ta cũng chạy. Chúng ta chạy trong lòng. Chúng ta chạy như những người bị ma đuổi. Tuy là chúng ta đang ngồi, chúng ta đang uống trà, chúng ta đang ăn cơm, mà chúng ta vẫn tiếp tục chạy. Và vì vậy cho nên chúng ta không có thấy được cái sự thật đang xảy ra. Tại vì muốn nhìn thấy cho rõ, cho sâu thì phải dừng lại.
dừng là chỉ thấy, tức là quán. Dừng tức là chỉ. Samatha. Nhìn sâu. Nhìn sâu vào là quán. Vipassana. Và Đức Bồ Tát Văn Thù là người thực tập thiền quán. Và Ngài biết dừng lại. Và Ngài biết nhìn sâu. Thành ra chỉ dừng lại là chỉ, mà chỉ nhìn sâu là quán. Modern Vietnamese, modern Buddhist term, nó dễ hiểu hơn là chữ chỉ và chữ quán. Biết dừng lại và nhìn sâu vào lòng sự vật, in the heart of things, và vào lòng người. Lòng người tức là lòng mình và lòng những người xung quanh mình. Lòng đây tức là những cái tâm hành. Tâm hành thương, giận, buồn, ghét, sợ hãi, chán nản, hy vọng. Tất cả đó, tất cả những thứ đó là những đối tượng của cái nhìn. Mà mình nhìn làm sao để thấy được cái chiều sâu của nó. Và muốn nhìn thì phải dừng lại. Mà dừng lại tức là không còn chạy nữa. Cho nên cái sự thực tập ở làng Mai là trong khi ngồi, trong khi đi, trong khi đứng, trong khi ăn cơm là đều phải thực tập dừng lại hết. Có thể là mình đang ngồi ăn cơm với đại chúng 100 người, 150 người, và có những người đang ngồi dừng lại rõ ràng để mà ăn cơm, ăn phút, thì chúng ta vẫn tiếp tục chạy ở trong lòng. Chúng ta chạy đi đâu mà chúng ta chạy dữ vậy? Ngồi ăn cơm mà cũng chạy nữa. Không có khả năng dừng lại. Mà không có khả năng dừng lại thì không có hạnh phúc. Tôi dừng lại trong khi ăn cơm. Ăn cơm là chỉ ăn cơm thôi. Mà anh có thể làm được chuyện đó không? Chị có thể làm được chuyện đó không? Tại sao ăn cơm mà cũng chạy? Cứ để cho cái đầu nó chạy qua bên này, nó chạy qua bên khác. Không có ngừng lại được. Chúng ta chạy bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi. Bây giờ để có cái cơ hội này cũng chạy nữa. Tại sao ngồi ăn cơm cho đàng hoàng trước? Tại sao ngồi uống trà cho đàng hoàng trước? Tại sao ngồi thiền cho đàng hoàng? Tại sao mới đi thiền hành cho đàng hoàng? Đi thiền hành tuy là đi, nhưng mà cũng là để dừng lại. Thiền chỉ và thiền quán là bản chất của sự thực tập. Chúng con xin tập nhìn với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Chú tâm và thành khẩn tức là có mặt thật sự, thân, khẩu, ý, hợp nhất. Ta đã học trong bài trong phút trước. Chúng con xin tập nhìn với con mắt không thành kiến. Phía trước là nghe với cái lỗ tai không thành kiến. Bây giờ nhìn bằng con mắt không thành kiến. Chúng ta phải phá đổ cái hàng rào của thành kiến, của vô chấp, thì chúng ta mới có thể thấy được. Một người Do Thái nhìn một người Palestinian. Cái nhìn bằng cách đó mới thấy được những đau khổ, những sợ hãi, những ước mơ của người Palestine. Một người Palestine nhìn vào người Do Thái, phải nhìn bằng phương pháp đó mới thấy được những cái đau khổ, những cái sợ hãi, những cái ước mơ của người Do Thái. Mà nếu hai bên nhìn nhau một cách sâu sắc như vậy rồi, thì hai bên sẽ thấy rằng bên nào cũng tội nghiệp hết. Bên nào cũng hoảng sợ, bên nào cũng hận thù, bên nào cũng không có an ninh hết. Và khi mà hai bên thấy được nhau như vậy rồi thì mới phát triển ra được rằng là cứ tiếp tục mà trừng phạt nhau thì sẽ không đi đến đâu. Chỉ bằng nắm tay nhau ngồi xuống cùng tìm ra một cái giải pháp. Và lúc đó có thể thiết lập lại được truyền thông. Và nếu người Do Thái và người Palestinian không làm được, chưa làm được, thì chúng ta không phải là người Do Thái, không phải là người Palestinian, chúng ta phải làm được với nhau để chúng ta tới với người đó và chúng ta giúp họ làm với nhau. Chúng ta sống trong một tăng thân,
có hai người không có tới với nhau được, có hai người không có hiểu nhau được, thì ta phải tới với hai người đó để giúp cho hai người đó dừng lại được, hiểu nhau được và bỏ đi những cái thành kiến đó, lắng tai nghe được nhau và nhìn nhau bằng con mắt không thành kiến. Cho nên nghe bằng lỗ tai không thành kiến, nhìn bằng con mắt không thành kiến là phương pháp thực tập rất quan trọng. Đó là phá đổ bức tường của thành kiến, của cố chấp. Chúng con xin tập nhìn mà không phán xét, không phản ứng. Chúng ta không nhìn bằng con mắt của quan tòa, chúng ta phải nhìn bằng con mắt của người thương. Look at the eyes of a lover and not the eyes of a judge. Chúng con nguyện tập nhìn sâu để thấy và để hiểu những gốc rễ của mọi khổ đau. Đây là thực tập tứ diệu đế. Khổ đau nó có mặt và phải nhìn sâu vào khổ đau để thấy và để hiểu được gốc rễ của nó. Tức là nhìn vào sự thật thứ nhất để thấy được sự thật thứ hai là tập đế. Nhìn vào sự thật thứ nhất là khổ đế để thấy được sự thật thứ hai là tập đế. Để thấy được từ tính vô thường và vô ngã của vạn vật, thấy được từ tính vô thường vô ngã, tự nhiên là mình có thể thay đổi cái nhìn của mình. Thay đổi cái nhìn của mình và mình chấp nhận được người khác một cách rất là dễ dàng. Tại vì tôi với anh không phải là hai thực thể riêng biệt. Nếu anh còn khổ thì tôi còn khổ. Nếu tôi còn khổ thì anh còn khổ. Tại vì vậy cho nên chúng ta phải thương vào nhau thay vì chúng ta trừng phạt nhau. Chúng con xin học theo hạnh Bồ Tát dùng gươm trí tuệ để đoạn trừ phiền não. Phiền não tức là affliction, phiền não tức là klesha. Klesha, tham sân si mạng nghi kiến. Và phiền não ở đây chỉ có thể chặt đứt được bằng thanh gươm của trí tuệ, the sword of understanding, mà Đức Bồ Tát Văn Thù có cái thanh gươm đó. Ngày xưa dưới cây Bồ Đề, Đức Thế Tôn đã dùng thanh gươm đó. Và bây giờ đây, chúng ta đã được trao truyền thanh gươm đó là thanh gươm chỉ và quán. Nếu không thực tập, nếu không sử dụng cái thanh gươm chỉ và quán, chúng ta sẽ không có đoạn trừ được những cái sợi dây phiền não nó đang trói buộc ta. Nếu ta đang khổ là tại vì ta đang trói buộc, đang bị trói buộc. Và những sợi dây của thèm khát, của giận hờn, của thủ oán, của ngã mạn, nó đang trói chặt ta. Và là đệ tử của Đức Thế Tôn, là đệ tử của Chư Tổ, chúng ta phải biết sử dụng thanh gươm đó để mà diệt trừ phiền não. Trong bài thơ, trong cái bài kệ trao truyền cho Sư Hành Pháp Đăng, nó có câu cung kiếm trao truyền trong nhập diệu. Tức là cái cung kia và cái kiếm kia, cái gươm kia mà thầy đã trao truyền cho con phải đem sử dụng mỗi hằng ngày. Chứ không phải là trao truyền để có một cái, để có một cái cảm tưởng là mình làm vị giáo thần. Cái bài thơ đó như thế này, cái bài kệ trường đăng nói như thế này: pháp môn tìm thấy trên non cũ, pháp môn là cái mà buộc ta dừng lại để mình có thể tháo gỡ những cái đau khổ của mình. Non cũ là cái núi Liên Thứ, mà núi Liên Thứ bây giờ ở đây tức là núi Thầy Nhật, chùa Pháp Vân. Và cái sự trao truyền đã rất rõ, pháp môn tìm thấy trên non cũ, đăng họa mười năm rạng tử môn. Đăng họa tức là đèn lửa tức là công phu đêm ngày. Mười năm tức là phải tu tập được tinh chuyên trong vòng 10 năm thì bắt đầu nó mới có ánh sáng tỏa ra trong cái gia đình của mình. Cái gia đình tâm linh của mình là cử môn, tức là một gia đình lớn, một cái gia tộc lớn. Cử tức là lớn. Đăng họa 10 năm rạng cử môn, tức là 10 năm đèn lửa. Đèn lửa đây tức là thiền tọa, kinh hành,
dùng ý vương trí tuệ để diệt được phiền não. Thì sau khi trường đăng là phải hào thủ công phu trong vòng 10 năm để làm cho sáng lên cái gia nghiệp của cha ông. Đó là cái lời trao truyền trong bài kệ pháp môn tìm thấy trên non cũ, đăng họa 10 năm rạng thử môn, tức là nó làm sáng lên cái sự nghiệp, cái dòng giống của mình. Cung kiếm trao truyền trong nhật dụng, cái cung mà thầy truyền cho con, cái gương mà thầy truyền cho con là để con sử dụng trong đời sống mình, chứ không phải là con bỏ vào trong gương rồi con khóa lại. Thì hoa đào nở sáng khắp cô thôn, hoa đào nở sáng khắp cô thôn tức là cái cảnh tượng của hạnh phúc của mùa xuân đào pháp. Và muốn có cái cảnh tượng đó nó xảy ra trên quê hương mình, cô thôn là quê hương của mình, thì mình phải làm theo những cái điều mà mình được trao truyền, nghĩa là các cung kiếm trao truyền trong nhật dụng. Cái cung và cái gương mà trao truyền cho con là con phải sử dụng mỗi ngày mỗi đêm, và con phải thực tập ít nhất là 10 năm thì mới bắt đầu có được cái kết quả. Vậy thì cái lưỡi gươm trí tuệ mà Đức Bồ Tát Văn Thù sử dụng chúng ta cũng đã được trao truyền. Đó là phương pháp chỉ dừng lại, đừng có chạy những bị ma đuổi, và phương pháp quán nhìn sâu vào để thấy cái bản chất của khổ đau, và ta phải thực tập ngày đêm để mà chuyển hóa. Dùng gươm trí tuệ để đoạn trừ phiền não, giải thoát khổ đau cho chúng con và cho mọi giới. Tại vì nếu mình không có cởi trói cho mình được thì làm sao mình có thể ông cởi trói cho người khác. Mình không có làm giáo thọ cho chính mình được thì mình làm sao làm giáo thọ cho một người khác. Lạy Đức Bồ Tát Phổ Hiền, chúng con xin học theo hành nguyện của Bồ Tát, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Chúng ta đi vào cuộc sống với cái tư liệu nào, với cái hành trang nào, nếu không phải là bằng con mắt và trái tim của ta? Con mắt nào mà ta có thể đem vào cuộc đời nếu không phải là con mắt của Văn Thù Sư Lợi? Nếu ta không có con mắt đó thì ta đi vào trong cuộc đời, ta sẽ bị cuộc đời kéo theo như là một dòng nước lũ. Anh đã có con mắt đó chưa? Em đã có con mắt đó chưa? Nếu chưa có con mắt đó thì đừng có nên vội vã đi vào trong cuộc đời để trở thành ra chàng dũng sĩ cứu tùng lô canh gà. Bởi vì vậy cho nên phải có con mắt đó, phải có con mắt của Bồ Tát Văn Thù mới được đi vào trong cuộc đời. Và phải có trái tim đó, tức là trái tim của Đức Quan Thế Âm mới có thể đi vào cuộc đời. Mà có con mắt của Văn Thù và có trái tim của Đức Quan Âm thì mình trở thành ra Bồ Tát Phổ Hiền. Mình có bàn tay thành lập của Bồ Tát Phổ Hiền. Cho nên trong Bồ Tát Phổ Hiền có Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Văn Thù. Các vị Bồ Tát có trong nhau. Chúng con xin nguyện buổi sáng dâng niềm vui cho người, buổi chiều giúp người bớt khổ. Đạo pháp không phải là vấn đề miệng lưỡi, đạo pháp là vấn đề thực tập. Anh làm sao mà buổi sáng ít nhất cũng gây được niềm vui cho một người, và buổi chiều làm cho một người bớt khổ? Chứ còn những cái điều mà anh nói nó không có đủ để tạo ra cái sự chuyển đổi đó. Trong khi bài tụng tiếng Anh nói rõ hơn nữa là I vow to offer joy to one person, just one person in the morning, and relieve the suffering of one person in the afternoon. Ít nhất là phải làm được như vậy. Nếu là một vị Bồ Tát nhỏ thì ít nhất buổi sáng phải làm vui, dâng niềm vui cho một người, và buổi chiều phải làm cho một người bất khổ. Và nếu vị Bồ Tát đó lớn lên thì buổi sáng mình làm niềm vui cho rất nhiều người và làm cho rất nhiều người bất khổ. Mà mình đâu có cần gì phải làm nhiều, chỉ cần đi thiền hành, đi đứng, ăn sáng cho nó tinh chuyên, cho nó chánh niệm là gây được niềm vui cho rất nhiều người rồi. Và khi trả lời sư anh của mình, trả lời sư em của mình,
mình trả lời bằng ái ngữ, bằng nụ cười, cái đó cũng là sự thực tập. Chúng con biết hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình, và nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự. Đây là một câu nói, nó diễn tả được cái giáo lý của làng Mai là hạnh phúc không phải là vấn đề cá nhân. Happiness is not an individual matter. Tại vì trong cái liên hệ giữa mình và người kia, thì nếu người kia mà đổ khổ đau, đố là mình có hạnh phúc được. Cho nên làm cho người kia cười được, tức là mình thấy nhẹ trong lòng. Happiness is not individual matter. Bởi vì vậy cho nên mình mà vui được thì người kia cũng đỡ khổ, mà nếu người kia cười được thì mình cũng đỡ khổ. Do đó cho nên chúng ta nói rằng chúng ta biết hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình, và nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự, trên con đường lý tưởng, thì mình phải làm sao cho con đường đó trở thành con đường vui, được ra phù hợp. Con đường tu phải là con đường vui mới được. Điều này mình phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Nếu mà tôi không vui thì tu đi làm cái gì? Ngoài đời người ta đã rầu rĩ rồi, khổ đau rồi, mà mình đi tu mình cũng rầu rĩ khổ đau thì tự hỏi tu là làm gì? Cho nên cái bài tụng quy ngưỡng của mình nó có câu rất rõ là tăng là đạt cái đẹp cùng trên đời vui, phải làm cái được chuyện đó. Ngày nào cũng phải có vui hết. Thành ra khi thầy hỏi hôm nay có gì vui không con, thì mình phải trời dạ có, và mình phải nói vui cái này vui cái kia. Nếu mình không có biết làm những cái giây phút của đời sống hàng ngày trở thành những giây phút vui thì mình chưa phải là nhà tu đàng hoàng. Vì vậy cho nên tu với nhau tức là phải hợp tác với nhau để tạo ra cái niềm vui trong đời sống hàng ngày, tại vì mình sẽ được nuôi nấng bởi những cái niềm vui đó. Tu tức là cái nghệ thuật làm ra niềm vui và tiêu diệt những cái khổ đau. Ai là những người có ý kiến hay, ai là những người có sáng kiến, phải đem cái tài năng và cái sáng kiến của mình ra để áp dụng vào trong sự tu tập. Làm thế nào để cho ngày nào cũng vui như hồi, ngày nào cũng vui như Tết hết. Tăng là đạt cái đẹp cùng đi trên đường vui. Chúng con biết mỗi lời nói, mỗi cái nhìn, mỗi cử chỉ và mỗi nụ cười đều có thể đem lại hạnh phúc cho người. Mình giàu hơn tưởng tượng. Mình nghĩ mình có gì đâu mà cho, thì thực ra mình rất giàu. Tại vì mỗi cái nụ cười, mỗi cái nhìn, mỗi cử chỉ đều có thể đem lại hạnh phúc cho người khác mà mình hạ tiện. Chúng con biết rằng nếu chúng con siêng năng tu tập thì tự thân chúng con có thể là một nguồn an lạc bất tuyệt cho những người thân yêu của chúng con và cho cả muôn loài. Mình giàu hơn mình tưởng. Mình tưởng là mình là người chết đói chết khát, nghèo nàn, nhưng mà kỳ thực mình rất giàu. Mình có thể bố thí, mình có thể đem lại niềm vui cho rất đông người. Mình có thể ban bố hạnh phúc cho mọi người và mọi người. Chỉ cần sống cho tỉnh thức, để cho Bồ Tát có mặt ở trong trái tim, để cho Bồ Tát Văn Thù có mặt ở trong hai mắt, thì tự nhiên những cái cử chỉ, những cái hành động, những cái lời nói hàng ngày của mình có thể tạo ra rất nhiều niềm vui rồi. Lạy Đức Bồ Tát Địa Tạng, chúng con xin học theo hành Bồ Tát tìm cách có mặt ở bất cứ nơi nào mà bóng tối khổ đau tuyệt vọng và áp bức còn đang đứng ngự, để có thể mang đến những nơi ấy ánh sáng, niềm tin, hy vọng và giải thoát. Chúng con nguyện không bao giờ quên lãng và bỏ rơi những người còn đang bị kẹt trong tình huống tuyệt vọng. Nguyện cố gắng thiết lập liên lạc với những ai không còn lối thoát, những ai còn bị bưng bít, không có phương tiện lên tiếng kêu gọi công bình, nhân phẩm và quyền làm người. Chúng ta, trong số chúng ta có những người
xuất thân từ những cái nước đã từng bị áp bức khổ đau. Chúng ta biết rõ cái đau khổ của những người bị áp bức, bị khổ đau. Cần chúng ta đọc những cái câu này, chúng ta có thể hiểu được một cách rõ ràng. Có những khi chúng ta ở dưới đáy vực thẳm mà chúng ta không có cách nào để có thể truyền thông được với bên ngoài. Có khi chúng ta phải đổ dầu xăng vào trên đầu chúng ta, trên áo chúng ta, rồi châm lửa đốt để cho ở ngoài kia họ chú ý, họ biết rằng có những người đang đau khổ, có những người đang bị kẹt vào những tình huống khó khăn và tuyệt vọng. Và hiện bây giờ trên thế giới có những người như vậy, họ đang bị kẹt vào trong những tình huống rất là tuyệt vọng, rất là khó khăn mà không có thể nào có truyền thông được với cái thế giới bên ngoài. Thì nếu không có địa tạng, làm thế nào để thiết lập được liên lạc, làm thế nào để đem tới ánh sáng vào những luồng đó? Mà chúng ta biết rằng ở trong thế giới chúng ta có rất nhiều người, trong đó có rất nhiều người trẻ muốn làm những vị Bồ Tát Địa Tạng, muốn đem ánh sáng tới những cái vùng xa xôi và sâu thẳm như vậy. Chúng ta ở trong cái khung cảnh đầy đủ về vật chất, chúng ta giận hờn nhau, chúng ta ganh tị nhau, chúng ta xô xé nhau, chúng ta đau khổ. Chúng ta không biết rằng cái đau khổ của chúng ta nó không có thấm gì với những cái đau khổ của những người hiện đang ở trong những cái tình huống của địa ngục. Vì vậy cho nên chúng ta phải tập như thế nào để trở thành một địa tạng trong vô số vô biên các vị địa tạng. Và cánh tay của ta phải học tới, phải víu tới, phải với tới được những cái tình trạng khổ đau đó, tuyệt vọng đó. Chúng con nguyện không bao giờ quên lãng và bỏ rơi những người còn đang bị kẹt trong những tình huống tuyệt vọng. Nguyện cố gắng thiết lập liên lạc với những ai đang không còn lối thoát, những ai đang bị bưng bít, không có phương tiện lên tiếng kêu gọi công bình, nhân phẩm và quyền được làm người. Không được làm người, chỉ có thể làm thú vật, không có được làm những thú vật như là con chó còn được cưng, được ăn uống, được có không gian. Nhưng mà con người không có được như vậy, đang đói khát, đang chết dần, chết mòn. Chúng con biết địa ngục có mặt khắp nơi trên thế giới và chúng con nguyện sẽ không bao giờ tiếp sức xây dựng thêm những địa ngục trần gian như thế. Địa ngục nó có thật. Và các vị địa tạng cũng đang đi tìm tới những địa ngục. Có những địa ngục chưa có địa tạng, và có những địa ngục bắt đầu có địa tạng. Và chúng ta phải nhận diện sự có mặt của những địa ngục đó. Nó có khắp trên thế giới. Chúng ta không có cần đi tới một cõi nào xa xôi mới thấy địa ngục. Địa ngục nó nằm ngay bên hông của chúng ta. Trong những thành phố lớn như là Chicago, như là New York, như là Manila, như là thành phố Hồ Chí Minh cũng có những địa ngục. Và ngay ở Paris cũng có địa ngục. Và vì vậy cho nên chúng ta phải khám phá ra những cái ổ địa ngục đó để chúng ta đưa cái bàn tay Quan Thế Bồ Tát đi tới. Ta phải nhờ Địa Tạng Bồ Tát dẫn ta tới. Và đôi khi ta nhận nhơ, ta tưởng rằng ta không có tạo ra các địa ngục đó, nhưng kỳ thực có thể là ta đã tiếp tay xây dựng, ta đã đồng lõa với cái sự tiếp tay xây dựng đó. Chúng ta mắc tiêu thụ, chúng ta mắc sống cuộc sống hàng ngày của chúng ta mắc kẹt vào những cái vấn đề nhỏ mọn, ganh tị, buồn chán lẫn nhau, mà chúng ta không biết rằng những cái địa ngục đó đang được xây dựng chỗ này, chỗ khác. Và cái thái độ thờ ơ, bất cần của chúng ta, nó là một cái yếu tố giúp vào xây dựng thêm những cái địa ngục như vậy ở trên trần gian. Chúng ta phải nói rất rõ là tôi không muốn tiếp sức vào cái sự xây dựng những địa ngục đó. Trái lại, chúng con xin nguyện nỗ lực giải trừ những địa ngục còn đang có mặt. Chúng con nguyện tu học để đạt tới đức vững chãi và kiên trì của đất.
Tại vì Đức Địa Tạng có hai cái đức lớn là đức vững chãi và đức kiên trì. Vững chãi rồi thì mình mới kiên trì được. Kiên trì tức là không có bỏ cuộc một cách dễ dàng. Không bỏ cuộc một cách dễ dàng. Khó khăn cách mấy cũng bám lấy. Mà không bỏ cuộc gọi là kiên trì. Tại vì đất là kiên và hậu. Địa ngôn kiên hậu quán hàm tàng. Địa trong cái chữ địa tạng nó có nghĩa là kiên, tức là vững chãi, hậu tức là dày, tức là vững và dày. Mà khi mà nó dày thì nó rất chắc. Quán hàm tàng tức là chứa đựng rất nhiều, chứa đựng rất nhiều, trong đó là có tình thương, có sự hiểu biết, có thể nâng đỡ được, có thể làm chỗ nương tựa được. Và Địa Tạng là như vậy. Đó là sự khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng. Chúng con nguyện tu học để đạt được đức vững chãi và kiên trì của đất, tức là của Địa Tạng, để có thể trở thành trung kiên và không kỳ thị như đất. Đất là không kỳ thị, tại vì nếu mình đổ rác vào đất thì đất cũng chấp nhận, mà mình đổ sửa vào đất, đất cũng chấp nhận. Tại vì đất có thể chuyển hóa được và sửa. Đất chuyển hóa được phân ra và đất không có kỳ thị gì hết. Đất là có khả năng xả, tức là không kỳ thị, không phân biệt. Địa Tạng là như vậy. Chấp nhận được hết tất cả để có thể chuyển hóa. Và cũng như đất, cũng được như đất có thể làm nơi nương tựa cho tất cả những ai cần đến chúng con. Mình có thể làm cho nương tựa cho người khác hay không? Nếu mình không có đức vững chãi, nếu mình không có cái chiều dày, bởi vì cho nên nếu con người của mình đang còn mong manh, đang còn mỏng, chưa có vững chãi, thì mình phải tu tập như thế nào để càng ngày mình càng vững chãi, để mình làm chỗ nương tựa cho những người khác. Stability, solidity, đó là đất. Có một anh tên là Nicholas, đây là một lá thư từ địa ngục gửi lên. Mà cái lá thư này từ địa ngục gửi ra là nó nhờ có một Địa Tạng đã gửi được một cái thông điệp vào trong địa ngục. Đó là cuốn The Joyful Path và cuốn Peace is Every Step. Tại vì các bạn thiền sinh của mình ở Hoa Kỳ có nhiều người họ phát tâm Bồ Đề. Họ đi mua cuốn sách của thầy, những cuốn sách có thể xuất bản bằng tiếng Anh, và có nhiều cuốn bị bìa sơn không có được đẹp, thành nó được mua giá rất rẻ, và họ gửi vào trong các nhà tù. Thì có nhiều tù nhân đã đọc những cuốn sách đó và đã bắt đầu tu tập và chuyển hóa. Thì lá thơ này của Nicola là một trong hàng ngàn lá thơ gửi tới, nhưng mà nó tiêu biểu được trên lá thơ đó. Nicola đã bị kết án tử hình và chờ ngày chết, và anh ta đã được đọc cuốn Living Buddha, Living Christ ở trong tù ngày 28 tháng Chạp năm 97, tức là ngày mà chúng ta nghe pháp thoại về Beginning New ở đây, thì anh ta viết cái thơ này. Anh nói: Địa thầy, con không biết là cái lá thơ này có thể tới được với thầy không, nhưng con mong rằng ít nhất cũng có một người nào sống với cùng địa chỉ của thầy có thể mở được cái lá thơ này ra đọc để cho con bức khổ. Cái địa chỉ này con tìm thấy ở đằng sau cuốn Living Buddha, Living Christ mà người ta cho con. Con đã bị lên án tử hình 17 năm rồi. Và tuy rằng cuộc đời của con trong cái thời gian đó có bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu thất vọng,
Nhưng mà trong con lại có một cái ý muốn là có thể vượt thắng được tất cả những cái vết thương và những cái sẹo đứng về phương diện tâm lý và tình cảm, và những cái vết thương đó con đã mang theo vào trong tù, và nó đã chất chứa lớn lên ở trong tù. Con đã từng tranh đấu vùng vẫy rất là khó khăn với cái sự thù hận ở trong con. Có những lúc con nghĩ là con không có thể vượt thoát được. Những cái lúc hận thù đó, con giống như là bị nghiến nát bởi nó. Nhưng mà lạ thay, con đã học được cái cách sống đơn giản từ những cái giây phút đó. Sự hận thù đối với những người đã đối xử tàn tệ và độc ác với con. Và cái ước muốn duy nhất của con là con có thể sống sót được mà không có bị điên loạn với những cái hận thù kia. Những người hận thù đối với những người đã bắt con, đã hành hạ con, đã làm cho con khổ đau cùng tận. Con không biết tại sao con có thể làm được chuyện đó, nghĩa là con đã có thể vượt thoát được những cái giây phút mà con sắp hóa điên để con có thể còn giữ được cái sự an lành ở trong con. Con không hiểu tại sao mà con làm được cái chuyện đó, con thoát ra khỏi được chuyện đó. Con đâu có bao giờ nghĩ rằng con hơn ai, hơn được người bên cạnh, cao hơn người bên cạnh chút nào đâu. Và con bằng lòng với, con chấp nhận con. Và ước mơ của con là một ngày nào đó con được thả ra. Và nếu có những người tới gặp con, nhìn con một lát, rồi người đó có thể nói rằng, à, anh này đã ở trong tù 20 năm với tư cách của người tội tử hình, mà bây giờ ngó cũng bình thường. Con chỉ có ước mơ như vậy. Chỉ còn một trang nữa. Con chỉ là một người tâm thương, và con rất biết ơn là trong tù qua 17 năm con đã giữ được cái sanity của con, và con chưa trở thành ra điên loạn. Và với cái niềm biết ơn đó, con đã có thể trân quý được những cái điều xảy ra trong đời sống hàng ngày của con. Khi mà con nhìn mặt trời lặn thì con cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Mà chỉ ngồi sau cái cánh cửa của con để nhìn mặt trời lặn, con cũng có thể có khả năng hưởng thụ được cái đẹp của mặt trời lặn. Trong cái nhà tù cũ của con thì con đã ở trong đó 12 năm, và ngày nào con cũng nhìn vào bức tường gạch trong 12 năm đó thôi. Nhưng mà khi con được chuyển sang cái nhà tù này thì cái cửa sổ của con nó cho phép con thấy được một phần của thành phố, và với rất nhiều cây. Và lần đầu tiên con được tiếp xúc với cây cối và một phần của thành phố thì con cảm động quá trình, cho đến nỗi con khóc nức nở. Khi mà con đọc sách của thầy cuốn This Is Every Step và học được cái giáo lý an trú trong hiện tại thì con lập tức hiểu được liền cái giáo lý đó. Lâu nay con thù ghét các tôn giáo được tổ chức, organized religion, tại vì tôn giáo nào cũng có khuynh hướng muốn loại trừ những người không có đi theo mình. Bởi vì vậy cho nên con đã cố gắng đi vào trong con nội hướng để tìm cái sự an lành bên trong mà thôi.
con biết rằng con mới bắt đầu học Phật thôi. Nhưng mà con đã có thể thấy được cái đẹp đơn giản trong cái sự đi tìm và chứng nhập được cái giây phút hiện tại. Nhu yếu phải sống chánh niệm. Cái đời sống vật chất của con nó đã được dồn chứa thành ra một cái gì rất rất khó khăn, rất lao khổ. Vì vậy cho nên con đã học được cái phương pháp biết trân quý những cái giây phút ngắn ngủi. Và nhờ biết trân quý được những cái giây phút ngắn ngủi đó, cho nên cái tư tưởng về lo sợ, về tương lai, về cái chết của con, nó không có làm cho con yên lặng nữa và dứt hết cái tính người trong con. Và nhờ cái đó mà con bây giờ hành xử như là một người Phật tử. Và con tin rằng là nếu con tiếp tục thì con sẽ tìm ra được một cái sự cải hóa từ từ cho cái đời sống tâm linh của con. Cái điều con mong ước sâu sắc nhất là dù con có bị hành xử một cách rất là tàn tệ, rất là bạo động, nhưng mà con hy vọng rằng từ cái rác đó con có thể biến nó thành hoa. Và con có thể tìm ra được cái an bình ở trong con. Và trong khi đi tìm cái an lành trong con có thể chấp nhận được con. Và con có thể sống một cách rất thoải mái với chính con. Cái ước mơ của con là sau khi nếu mà con được thả ra, thì nếu có người tới thăm con, họ nhìn con và họ nói ra được câu như thế này: à, anh này đã ở trong tù 20 năm mà anh ngó cũng còn được quá chứ. Con viết cho thầy cái thứ này, hy vọng rằng những cái lời nói đơn giản của con có thể giúp cho thầy, chia sẻ với thầy cái chất người ở trong con. Không phải là với tư cách một người đã bị cái án tử hình để chết, nhưng mà với tư cách một người đã được gửi vào đây để học hỏi và lớn lên trong một cái hoàn cảnh mà không có một cái hy vọng tối thiểu nào cho tương lai hết. Ý là cái yêu cầu nào này là nói rằng con viết những lời này cho thầy là để chia sẻ với thầy cái chất người nó còn có ở trong con, nó đã được tìm lại ở trong con, để cho thầy thấy rằng một người tội tử hình gửi vào trong một cái hoàn cảnh tuyệt vọng như thế này mà cũng có thể lớn lên được và có thể tìm ra được một ít an bình trong lòng. Thầy hãy bảo trọng thầy, hoặc là ai đọc cái lá thư này cũng nên bảo trọng người đó khi mà đọc. Cảm ơn đã đọc những cái lời này của tôi. Và cái tên là Nicholas. Do khi đọc cái thơ này, nhà tù thì ở Pittsburgh, ở Pennsylvania, thì thầy có nhờ sư cô Thục Nghiêm gửi cho anh ta một cuốn Thiền Hành Ý Chỉ. Và thầy có viết cho anh ta một cái thơ, thầy nói rằng bây giờ anh nên thực tập thiền hành ở trong cái nhà tù của anh. Và nếu có thể được thì xin đi thiền hành ở ngoài. Và
nếu có thể được thì anh giúp những cái người ở trong tù cùng thực tập với anh, và anh viết cho thầy qua sư cô thuộc nghiêm về những cái thành quả của anh đạt được. Tại vì thầy tin rằng nếu mà anh giúp cho người ta bớt khổ thì anh cũng sẽ có hạnh phúc nhiều. Và tất cả tăng thân ở làng Mai mà nghe anh thành đạo được ở trong tù như vậy thì tăng thân làng Mai cũng sẽ sung sướng lắm. Thầy có viết một vài câu: Dear Nicholas, thank you for writing. It's very encouraging for us here in Bangladesh to know that you are there practicing, being in the present moment, and given a chance for the best in you to manifest. These jewels are seeds transmitted to you by spiritual and blood ancestors. True freedom is the freedom from afflictions such as despair, anger, and hate. There are so many in the world who are not free and who suffer tremendously. They do not have a space within. Tức là thầy muốn nói rằng nếu mà trong tù mà anh không có thiên loại, anh còn giữ được và cái chất người của anh, thì mà anh không hiểu tại sao anh có thể làm được như vậy, thì anh nên biết rằng cái châu báu đó là của tổ tiên tâm linh và tổ tiên huyết thống đã truyền cho anh. Và bây giờ anh nhờ cái đó mà anh sống sót được. Và tuy là anh ở tù nhưng mà anh có thể có tự do nhiều, nhiều hơn chúng tôi. Những cái người ở ngoài này mà đang còn bị hận thù, thèm khát và hối hận, nó giam giữ. We are trying to send you a small book on walking meditation. We hope you can practice mindful walking in yourself and also outside. Please invite others to join you. Try to help other inmates, sharing with them your peace and your capacity to enjoy the wonders of life that are available around and inside you. Anh hãy chúng tôi gửi cho anh tập thiền hành yếu chỉ. Anh thực tập đi ở trong cái phòng giam của anh, và nếu được thì thực tập ở bên ngoài. Và anh có thể mời những người bạn tù khác cùng thực tập với anh, giúp những người đó và làm cho họ nếm được cái chút ít an lạc và hạnh phúc mà anh có trong khi tiếp xúc với những cái màu nhiệm của sự sống đang có. We'll be glad to learn about your success. You can be a truly free person wherever you are. Chúng tôi ở đây ở làng Mai sẽ rất sung sướng nếu được thấy anh thành công ở trong đó, và anh có thể là một người tự do dù anh đang ở trong tù. Nurture and develop your compassion and understanding and helping other people around you. That will make you happy and bring a lot of joy to all of us here. Please feel free to write to Paralak, our community of mindful living, to ask for more books and tapes on teaching. And when you write us, please address yourself to Sister Thuc Nghiêm. She is a nun of American origin, so she can read and write English well. She will represent all of us. Take good care. Love. Thì thầy nói rằng là hãy nuôi dưỡng cái chất liệu từ bi và hiểu biết và giúp những người xung quanh anh. Cái điều này sẽ làm cho anh tự do và hạnh phúc. Và nếu cần thì anh cứ viết thơ cho Paralak và Community of Mindful Living để xin thêm sách. Và khi mà viết thơ cho chúng tôi thì viết thơ qua sư cô Thuc Nghiêm, tại vì sư cô là người Mỹ, có thể hiểu và viết được tiếng Anh cách rất là dễ dàng. Và sư cô sẽ đến đại diện chúng ta. Đây là một lá thư khác ở trong địa ngục gửi ra. Ở nhà tù Airway Heights, Washington State. Kính gửi thầy đầu thư con, đây là một người tù quốc tịch Việt Nam, gốc Việt. Đầu thư con xin chúc cho thầy được dồi dào sức khỏe và mọi sự sẽ được thuận lợi ở Plum Village. Đệ tử tên là Hùng, là một người rất ngưỡng mộ thầy và hiện đang cư ngụ tại Airway Hate Correction Center. Trong thời gian qua, đệ tử nhờ ơn những cuốn sách của thầy chỉ dạy mà đệ tử đã hấp thọ được rất nhiều về đời sống tươi đẹp và tướng yêu nhân loại. Thời gian xa cha mẹ hiền và bỏ nước ra đi thì đệ tử đây đi vào con đường tội lỗi. Mà vì quá ham vui nên đệ tử đã quên hết, đã lạc đường, đã quên mất đường về nhà mà tổ tiên đã chỉ bảo cho. Nhờ ơn lời thầy chỉ dạy qua cuốn sách mà đệ tử may mắn được đọc qua là cuốn Being Peace và cuốn Joyful Path. Hai cuốn đó đã giúp cho đệ tử được rất nhiều, như những câu nói về thực tập và trở về nguồn gốc và lối đi của tổ tiên. Dòng họ của đệ tử ai nấy đều hướng về Phật giáo, và có đôi người đã từng xuất gia.
Đệ tử đối ứng thầy đã mở rộng tầm mắt của đệ tử và mở đường cho đệ tử về với con đường của tổ tiên. Nhờ cuốn A Joyful Path trang 14 mà đệ tử đã có thể viết cho cha của đệ tử một lá thư để nối lại tình cha con. Cha con là một người say mê rượu chè và thường đánh đập má con lúc con còn nhỏ, nên lớn lên con không có hết lòng thương yêu ba con. Đó là không có nói giận, hận thù. Qua cuốn sách của thầy thì con mới thấy được những cái đau khổ mà ba con đã chịu đựng. Và con đã có thể viết thơ để hòa giải được với ba con. Và con biết phải làm thế nào để đổ cho gia đình con có thể có nhiều tình thương cho nhau. Đó là đệ tử xin hết lòng cảm tạ công lao của thầy bỏ ra để soạn ra những cuốn sách quý báu cho con và cho tất cả mọi người. Những cuốn sách của thầy đã giúp cho rất nhiều người và đã giúp cho những người theo Phật giáo ở trong tù này. Con cũng đồng thời xin thay mặt cho những anh em nào đến sau mà cảm tạ ơn thầy đã biếu cho những cuốn sách quý đó để chúng con có thể tu luyện trong tù. Lần nữa con xin chúc cho toàn thể chúng sanh, cho thầy và cho gia đình con nhiều điều an lành. Và anh chàng Hùng này cảm ơn nhân dân những người sẽ bị bắt và sẽ ở trong cái tù đó. Thành ra chúng ta không cần đi đâu xa. Chúng ta chỉ cần ở ngay tại chỗ của chúng ta thôi, mà chúng ta vẫn có thể tiếp xúc được với địa ngục. Và cánh tay của chúng ta có thể với ra rất dài. Ở bên Anh, tăng thân của chúng ta ở bên Anh cũng đã gửi rất nhiều cái bản tin, những cái tờ tạp chí, những cái cuốn sách viết bằng tiếng Việt, viết bằng tiếng Anh cho các nhà tù ở bên Anh. Và các bạn ở bên Đức cũng sẽ làm như vậy. Trong khi đó thì bên Mỹ có rất nhiều người đang thực tập và thiền quán ở trong tù, và họ có cảm tưởng bớt đau khổ rất nhiều. Có một người thực tập thiền hành ở trong một cái nhà tù đó ở California viết thơ cho thầy, nói rằng con đứng ở trên đầu cầu thang, con đang thở và con định xuống, đi xuống cầu thang để có chút việc, thì con thấy có những người tù khác đang đi lên và đi xuống, họ chạy như là bị ma đuổi, và con thấy cái sự đau khổ của họ. Con thấy họ như là trái bom sắp nổ. Con rất ao ước rằng người nào cũng có thể leo lên cầu thang và bước xuống cầu thang một cách nhẹ nhàng và chân nhận như con, để cho họ bước họ. Viết một câu như vậy. Và có một anh chàng ở trong tù đã viết được một cuốn sách về sự thực tập của mình ở trong tù, và đã được một nhà xuất bản tên là Padma Publishing House in ra. Anh ta đã có cơ hội được quy y với một thầy người Tây Tạng. Thầy đó đã vào trong tù để truyền tam quy và ngũ giới cho anh ta. Anh ta tên là Javis Master. Và trong này anh có kể nhiều chuyện vui. Ngoài cái chuyện quy y thọ giới, anh có kể chuyện là có một hôm đó thì cái anh tù ở một bên, ở phòng bên, anh ta đập cửa và anh ta chửi, ta la rầm rầm trong khi anh ta đang thở vào tâm thanh lặng, thở ra mình mỉm cười. Anh ta không có tiếp tục được cái sự thực tập của anh, tại vì bên này nó đập phá quá, nó đi. Rồi nó nói, thằng nào, thằng chó chết nào đang hút thuốc, mày phải cho tao nửa điếu thuốc của mày. Và nó chắc chắn là bên này anh đang hút thuốc mà anh không có chịu bẻ em một nửa để chuyển cho nó. Mà trong khi anh chàng này đã thực tập thiền rồi thì đâu có hút thuốc. Và anh này không có thể nào thực tập thiền được, và tại anh kia phá quán. Thành ra anh này mới tới rồi dùng chân, dùng tay đập rất mạnh để cho anh kia để ý, nói mày là thằng nào, dầu tao là người đã bỏ thuốc lâu rồi, mày giả dụ tao có một điếu thuốc mà nếu mà mày chửi tao, mày đấm như vậy, tao cũng ghét mày, tao không cho mày. Mày xin, mày phải xin cho đàng hoàng. Có thể là cái thằng bên kia nó hút chứ không phải tao hút, mà mày nghe cái mùi thuốc lá mà mày tưởng tao hút, rồi mày nổi điên lên với tao, nhưng không được. Nếu mà mày im lặng, mày dễ thương, mày hỏi, thì tao có thể tìm cách tao giúp mày. Còn mày làm như vậy thì dù tao có thuốc tất cả trong túi tao, tao cũng không có cho nữa. Thì cái anh chàng kia im lặng. Rồi anh chàng Javis nói, bây giờ ngồi cho yên đi, rồi ta sẽ suy nghĩ và tìm cách ta giúp mày. Thì thằng kia nó bằng lòng. Thì trong khi đó anh đã bỏ thuốc lâu rồi, nhưng anh còn một cái gói thuốc rê ở trong đó.
thì anh ta kính cho, nhưng mà anh ta nói mình phải cho sơ sơ thôi, đừng có cho một lần nhiều quá. Thì anh ta mới lấy ra một cái tờ giấy, anh ta gói 1/20 của cái số thuốc còn lại của anh, và anh ta chuyển qua. Nhưng mà cái tờ giấy đó, cái tờ giấy mà anh ta dùng để mà gói thuốc đó, tại vì thuốc này là phải vấn vào giấy để mà hút, thì tờ giấy đó là một cái tờ photocopy trang đầu của cuốn biên ký. Tại vì ở ngoài kia người ta đã gửi cho anh ta một cái bản photocopy của sách biên ký, và anh ta đã đọc hết, và do đó anh ta thực tập tiền. Thì anh ta nói mình gửi cho nó trang một của sách biên ký, đôi khi nó đọc được và nó có được hướng cái pháp ngữ. Và khi mà anh truyền qua rồi thì bên kia rất lấy làm sung sướng. Và lần sau, 3-4 ngày sau, thì anh ta truyền qua một ít thuốc nữa, và anh lấy cái trang thứ hai của biên kích. Tại vì anh có thể cho được là tại vì sau khi đã gửi cho anh một bản photo copy của bản biên kích rồi, thì người bạn ở ngoài lại gửi cho anh một cuốn sách biên kích in đàng hoàng, thì anh ta có thể chia sẻ pháp bảo được cho người bên kia. Và rốt cuộc cái mộng của anh thành tựu là khi mà đã truyền hết sách biên kích qua rồi, thì anh chàng kia rất là im lặng, anh ta thực tập thiền ở bên kia. Và từ đó về sau thì cái phòng giam ở bên tay phải của anh rất là im lặng, tại bên kia đã được thuốc rồi, đã được tình thương rồi, mà có thêm biên kích nữa. Và sau đó mấy tháng thì anh kia được phóng thích. Anh kia được phóng thích tại vì cái tội của anh không phải là tội tử hình, trong khi anh ra biết này là tội tử hình. Và cái ngày anh kia được phóng thích rồi, anh dừng lại để cảm ơn anh này. Và hai người, một người ở trong tù, một người ở ngoài tù, hai người cũng đọc lên một câu ở trong biên kiếp là: If you are peaceful, if you are happy, if you can smile, and everyone in our family, our entire society will benefit from our peace. Hai bên dì khấu đồng âm cũng đọc cái câu đó ở trong biên kiếp, tại vì anh này đã thuộc câu đó, mà anh chàng bên kia cũng thuộc câu đó nữa. Cái câu đó nó có nghĩa là nếu mà anh tĩnh lặng, nếu mà anh hạnh phúc, nếu anh có thể mỉm cười, thì tất cả mọi người ở trong gia đình của anh, những người ở trong xã hội của anh cũng sẽ được thừa hưởng cái sự tĩnh lặng và cái hạnh phúc của anh. Và hai người, một người ở trong tù, người ngoài tù, đọc câu đó lên trước cái con mắt rất là ngơ ngác và thán phục của những người cai tù. Và cuối cùng anh ta đã viết được cuốn sách này, và đây là hình ảnh của anh Jarvis, là người đã thực tập và biên kiếp ở trong tù và đã cứu độ được một người bạn tù bằng cách gửi cho thuốc và những cái bản photo copy của sách biên kiếp. Cho nên chúng ta biết rằng Địa Tạng không phải là một nhân vật thần thoại. Địa Tạng có thật bây giờ, mà Địa Tạng có thể là đang ở trong tù, và Địa Tạng đang giúp những người trong tù. Do đó cho nên chúng ta biết rằng chúng ta đừng có phí thì giờ chúng ta vào những công việc vô ích không đâu. Chúng ta biết rằng chúng ta có thể làm Địa Tạng bây giờ và ở đây, và chúng ta có thể đưa cái cánh tay của chúng ta để chúng ta tiếp xúc được với những cái khổ đau không bờ không bến của những cái địa ngục có mặt khắp nơi trên thế giới.